Hello, xin chào các bạn, mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với channel Go Go My Trips, nơi chia sẻ, review, kể những câu chuyện về du lịch, văn hóa, ẩm thực và cuộc sống. Và hiện tại mình đang có mặt ở Tây Ninh nè. Mặc dù trời mưa nhưng mình vẫn quyết định về Tây Ninh để thực hiện một chuyến du lịch nhỏ nhỏ tới Núi Bà Đen. Chính xác hơn là đỉnh 986. Tại vì mặc dù mình sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh nhưng mà chưa giờ đến đó được. Và bây giờ để coi đỉnh 986 của Núi Bà Đen có gì đặc biệt thì chúng ta cùng bắt đầu video thôi nhé. Sau chưa tới 30 phút chạy từ nhà mình lên thì mình đã lên đến được Núi Bà Đen. Mình đã gửi xe và bây giờ mình sẽ đi vào phía trong cổng kia. Mình gửi xe xong mình phải đi vào cổng, mình mua vé qua cổng, sau đó sẽ đi xe, mua vé xe điện đi tới chỗ cái nhà ga mua vé để đi lên cáp treo. Thì mình đang đi bộ để vào chỗ phòng bán vé. Từ bãi giữ xe mà đi bộ vào chỗ phòng bán vé thì chắc khoảng 5 phút đi bộ ha. Kể buổi sáng đi vận động. Nào cùng đi thôi. Let's go. Đây là một quầy bán vé. Mình sẽ mua vé vào cổng và vé cáp treo ở đây luôn. Nếu mà bạn nào đi trong dịp lễ hoặc gì đó đặc biệt đông người thì mua vé sẽ hơi chật vật vì ở đây chưa có cái dãy phân cách. Tuy nhiên hôm nay mình đi thì cũng không đông lắm, mua vé rất là nhanh chóng luôn. Lúc nãy mình có lại hỏi quầy bán vé thì được biết là ở đây có hai loại vé. Một vé là chỉ lên đỉnh là khứ hồi là 200.000. Một vé là combo vừa lên đỉnh khứ hồi ha, vừa lên đỉnh và vừa ghé xuống chùa Bà để đi thắp nhang thì chỉ có 300.000 vé khứ hồi, nên là mình đã mua cái combo là lên đỉnh xong rồi xuống chùa Bà. Và đây là vé để đi cáp treo lên đỉnh. Ngoài ra bạn còn sẽ phải mua vé cổng hết 16.000 một người nữa. Thì bây giờ mình sẽ dùng vé cổng để đi qua cổng, sau đó là đi tới nhà ga cáp treo. Đi thôi. Đây là cái nhà ga được kỷ lục Guinness ghi nhận là cái nhà ga lớn nhất thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong, dùng vé cáp treo để đi qua và sẽ tham quan phía trong đó và đi vào cabin để đi lên. Let's go. Mình đã có cái vé cáp treo trong tay và bây giờ mình sẽ đi vào. Nó có từng cái luồng, mình sẽ đi vào theo đường hướng dẫn đi qua từng luồng. Ủa giống nhau mà đúng không? Ủa chú ơi, đi hai bên nó giống nhau đúng không chú? Không, không đi cầu hay đỉnh. Dạ đi đỉnh. Ở đây thì có tới hai lối vào. Nếu bạn đi chùa thì sẽ là lối vào bên kia. Đi đỉnh là lối vào bên đây. Đây. Lối vào ở đây thì nó có từng cái khu phân cách để lỡ mà khách đông quá thì sẽ xếp hàng có không bị dồn. Mình thấy đây là một sự tiến bộ của Núi Bà Đen luôn. Hồi trước á thì mọi người sẽ bắt đầu chen lấn nhau, còn bây giờ là phân luồng nên rất là dễ đi. Giờ thì mình sẽ scan vé và qua cổng thôi. Mình thấy cái scan QR code này siêu xịn luôn, giống như ở Sing vậy, scan một cái là qua cổng rồi. Tiếp tục đi vào khu vực để lên cabin cáp treo nào. Mặc dù là cuối tuần á, nhưng mà vì mấy hôm nay mưa nên mình nghĩ là khách du lịch tới đây khá là ít. Mình tới qua chỗ mà mua vé vào cổng á, nó đã vắng rồi. Tới khúc mà đi xếp hàng lên cáp treo á, nó cũng vắng luôn. Và vì ít khách á nên là mình có hỏi anh xét vé cáp treo á là
mình có thể đi riêng một buồng hay không. Mặc dù một buồng nó chứa được tới 10 người á, thì mình nói là mình đi để quay video ảnh, ok luôn, cho lên một buồng chỉ có 2 người thôi. Và bây giờ buồng này rất là to, bình thường sức chứa của một buồng cấp trang này 10 người, nhưng mà hôm nay chỉ có 2 người thôi. Mình sẽ tung hành gọi là chụp hình quay phim gì thoải mái luôn. Và bây giờ thì cấp treo đang lên từ từ, mình sẽ quay cảnh cho mọi người cùng xem cảnh ở núi Bà Điên nó hùng vĩ như thế nào. Thật ra là mặc dù sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh á, nhưng mà mình chưa bao giờ lên đỉnh 986 này hết. Đáng sợ, hơi sợ mọi người ơi. Thì đây là cái cảnh mà đi lên trên đỉnh nè. Hồi trước á, mình có một lần đi cáp treo ở Sapa rồi đi lên đỉnh Phan Xipang á, thì cái độ dốc của cái cáp treo lên đỉnh Phan Xipang á, mặc dù đỉnh Phan Xipang nó cao nhưng mà độ dốc nó không có cảm giác dốc nhiều như vậy đâu. Còn lần này á, lúc lên đỉnh núi Bà thì mình cảm giác là nó rất là dốc luôn á, kiểu nó đang đi thẳng lên á. Bạn nào mà kiểu chưa sợ độ cao hay là chưa giờ đi cáp treo thì nhớ chuẩn bị tinh thần trước nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng coi cảnh xung quanh nha. Trong cáp treo mà nhìn xuống á, trong cabin nhìn xuống nó sẽ là như thế này mọi người. Đây, trong cabin mà nhìn xuống nó sẽ là như thế này. Cái to thiệt to dưới đó là nhà ga cáp treo. Còn nếu mà nhìn lên nó sẽ là như thế này. Ở phía trên đó là đỉnh núi, nhưng mà tại vì hôm qua trời mưa nên sáng nay có nhiều sương mù và mây á, nên là bị che hết một khúc rồi. Cảnh nhìn rất là hùng vĩ luôn. Tuyến cáp treo đi từ chân núi lên đến đỉnh núi có tên gọi là tuyến cáp treo Vân Sơn, với tổng chiều dài là 1847m. Tuyến cáp treo này có 113 cabin, sức chứa mỗi cabin là 10 người. Điều đặc biệt là với vận tốc 8m/giây thì thời gian di chuyển từ chân núi lên đỉnh núi mất chỉ có 8 phút mà thôi. Bên cạnh tuyến cáp treo chính này thì còn một tuyến cáp treo đi từ chân núi lên chùa Bà nữa. Tuyến cáp treo đi từ chân núi lên chùa Bà có chiều dài là 1210m với 78 cabin, và thời gian di chuyển từ chân núi lên chùa Bà cũng chỉ mất có 5 phút là thôi. Như các bạn thấy thì đây là cảnh mình quay từ cabin cáp treo trên đường đi lên đỉnh núi đó. Nhìn nó rất là hùng vĩ và đẹp luôn. Mọi người ơi, cáp treo này á, theo lúc nãy mình hỏi được á, thì là mất khoảng 8 phút thôi để lên tới đỉnh. Thì mình nghĩ là mình sắp tới khu vực đỉnh núi rồi á. Khúc dưới á, thì đi thấy cảnh nhiều lắm, nhưng mà càng lên trên đỉnh á, là như mọi người thấy nè, sương mù mây rất là nhiều và không khí nó bắt đầu lạnh và cũng hơi bắt đầu nghe lùm bùm lỗ tai rồi á. Nhưng mà cái cảnh sương mù trời ơi đẹp lắm. Mình có thể tưởng tượng được là ở trên đỉnh núi á, sao mây nó đẹp như thế nào luôn á mọi người. Sắp tới rồi nè, và khi tới mình sẽ quay cái địa điểm tới cho các bạn nhé. Mọi người ơi, mình đã tới được ga ở trên đỉnh núi Bà rồi. Âm thanh nó bắt đầu hơi buồn, bây giờ sẽ đi ra khỏi cáp treo này. Xong, trời ơi, ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Đã mờ. Ồ, thì ra cái nhà ga. Trời ơi, ở đây nó đẹp. Chú, quay cái nhà ga cái. Khi mà vừa xuống khỏi nhà ga cáp treo ở trên đỉnh á, bước ra thì sẽ là có một cái khu sóng ảo như thế này. Ở đây có một cái tấm kiến để chắn lại bằng cái. Vì hơi tối qua mưa nên bây giờ mọi người chỉ thấy sương mù thôi. Còn thông thường á, theo những cái tấm hình mà những người khác sống ảo thì mình thấy là có thể săn mây bay lững lờ. Nhưng mà mình hôm nay không may mắn. Ây, má té rồi. Nên là hôm nay chỉ có sương mù thôi. Sau khi ra khỏi cabin thì mình sẽ đi thang máy lên để đi ra ngoài và đến cái 986 nhé. Đi ra khỏi nhà ga sẽ là có một cái khu cho mọi người chụp hình sống ảo. Nhưng mà bây giờ tại vì sương nhiều quá nên là nhìn phiêu phiêu cảm giác như Đà Lạt luôn mọi người. Bây giờ mình sẽ
Đi đâu trước? Đi bên đây trước. Đi bên đây có cái đỉnh ngọn, cái ngọn bên đây. Mình sẽ cho mọi người coi cái bên đây trước khi mà mình đi qua, mình sẽ cho mọi người coi cảnh nó như thế nào ha. Đấy, như Đà Lạt luôn, không có thấy gì hết. Giờ mà chụp hình cũng không biết trên hình sẽ có cái gì luôn á mọi người. Nước. Bởi vì tối qua mưa lớn, sáng nay có sương thì bây giờ nước này không phải nước mưa mà là nước của sương. Đây. Ở đây có rất là nhiều cảnh đẹp luôn á. Nhìn giống Đà Lạt không? Giống thung lũng tình yêu của Đà Lạt không? Vì video này khá dài rồi nên các bạn đón xem video khám phá đỉnh núi Bà ở tập kế tiếp nhé.